Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn lại trong video này. Thì hôm nay trong video này mình sẽ đi phân tích và định giá hai cổ phiếu là ACB và GVR. Thì trong ngày hôm nay thì có một tin tức khá là quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến hai cổ phiếu này. Chúng ta xem này. Đó là thông tin là GVR và ACB khả năng sẽ lọt vào trong rổ VN30, đồng thời là sẽ loại hai cổ phiếu là SBT và cổ phiếu TCH ra danh mục VN30. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi định giá cổ phiếu này, xem xét hai cái cổ phiếu này nó hiện tại đang như thế nào. Chúng ta sẽ đi phân tích hai cổ phiếu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi định giá hai cổ phiếu này ạ. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ đi định giá GVR trước. Rồi trước khi xem video này thì quý anh chị và các bạn có thể dành một chút thời gian để đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mình up lên nhé. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Rồi các bạn sẽ lên bất kỳ trang nào mà có dự kiện tất cả các báo cáo tài chính và gần nhất, càng gần thì càng tốt ạ. Thì như ở đây thì hiện tại báo cáo tài chính của GVR nó chỉ có đến cuối năm 2020 thôi. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ dữ kiện của chỉ số tài chính này, chúng ta định giá cổ phiếu này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhập các chỉ số của EPS, chỉ số PE vào đây để chúng ta định giá hai cái cổ phiếu này. Rồi đây là toàn bộ thông tin mà mình nhập từ báo cáo tài chính sang cái file Excel để định giá cổ phiếu này. Chúng ta xem là hiện tại GVR chỉ có giá đâu đó khoảng là 28-29 và giá trị thực là đâu đó chính xác năm 2021 là đâu đó là khoảng 28.369 đồng. Vậy chúng ta xem đồ thị của GVR hiện tại này đang giao dịch ở cái vùng giá mà khá là cao so với giá trị thực là vùng giá 31-32 thì hiện tại cái giá này khá là cao. Được thì GVR nó nằm trong lĩnh vực là nguyên vật liệu, chúng ta sẽ nhập ID vào đây để chúng ta xem là cái cổ phiếu này nó có đang hoạt động như thế nào, sức mạnh giá và dòng tiền như thế nào. Có ID là số 5, chúng ta sẽ thay nguyên vật liệu ID số 5 vào đây. Rồi, đây là nguyên vật liệu này. Hiện tại quý anh chị và thấy này, hiện tại giờ dòng tiền đã bắt đầu lại vào quay trở về nguyên vật liệu nữa. Có nghĩa là dòng tiền hiện tại chỗ nguyên vật liệu cũng đang có thu hút dòng tiền vào. Thì trong thời gian qua thì nguyên vật liệu thì dòng tiền vẫn đang vào rất là đều đều như thế này. Tiếp đến là sức mạnh giá của cổ phiếu GVR thì hiện tại như thế nào? Sức mạnh giá đang là trên 50 thì sức mạnh giá ở cái sức mạnh này thì khá là hấp dẫn cho nhà đầu tư và chính là cái vùng giá này khá là tốt đấy ạ. Vùng sức mạnh giá là trên 50, dưới 70 thì chúng ta sẽ dần dần tìm kiếm cổ phiếu và mua vào. Nó đang có xu hướng là từ dưới 30 lên 50 mà thì nó sẽ có sức mạnh giá là tốt và chúng ta sẽ săn mua vào. Còn trên 70% thì chúng ta sẽ tìm vị trí chốt lời. Còn hiện tại ấy, cái vùng giá này cũng là vùng giá khá là hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Và đây cũng chính là cái vùng giá mà được nhà đầu tư mua vào nhất ạ. Về góc độ phân tích kỹ thuật, mặc dù cổ phiếu này giá hiện tại đang giao dịch nó khá là cao so với cái giá trị thực 28.000 này, nhưng mà thì cái góc độ phân tích kỹ thuật thì lại khá là tốt và rất là được rất là nhiều nhà đầu tư mua vào. Vùng giá này thì hiện tại vẫn đang được nhà đầu tư mua vào. Và đặc biệt là trong phiên hôm nay có tin tức như thế này thì cổ phiếu này đang có tăng rất là mạnh vào cuối phiên luôn ạ. Đây. Tiếp đến là chúng ta xem xét có tín hiệu mua vào hay không. Thì hiện tại cổ phiếu này đang có tín hiệu mua ở trước đó rồi, hiện tại thì không có tín hiệu bán và cũng không có tín hiệu mua mới, thì hiện tại đang ở cái vùng nắm giữ mà thôi. Thì những quý anh chị và các bạn hiện tại đang có cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cho đến khi nó hết game là vào trong rổ VN30 xem có vào hay không. Đợi khi cơ cấu lại danh mục VN30 xem nó có như thế nào thì cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục tiếp diễn tiếp, hoặc là cái chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tín hiệu như thế này. Thì hiện tại vẫn đang trong quá trình nắm giữ, chúng không có mua và cũng không có bán cổ phiếu này nhé. Rồi đấy là chúng ta vừa đi qua và xem xét, vừa phân tích kỹ thuật, vừa phân tích cơ bản của cổ phiếu GVR. Thì tiếp đến là chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu ACB ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi định giá cổ phiếu ACB. Quý anh chị các bạn nhớ chọn dữ kiện theo năm để nhập dữ kiện theo năm nhá. Càng gần thì càng tốt ạ. Tất cả những cái dữ kiện này càng gần so với thời điểm hiện tại thì càng tốt. Thì quý anh chị thấy này, hiện tại cổ phiếu ACB thì nó có giá trị thực là đâu đó khoảng 34.765 đồng. Thì so với giá giao dịch hiện tại thì quý anh chị các bạn thấy này, ACB là hiện tại đang giao dịch ở vùng giá là 35.000. Thì vùng giá này khá là cao so với giá trị thực, nghĩa là nó cao hơn giá trị thực. Thì cái giá trị thực này chúng ta định giá thường thường là vào
từ khi nó có báo cáo tài chính này, báo cáo tài chính như ở gần nhất là năm 2020, thì đâu đó khoảng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 thì chúng ta sẽ có báo cáo tài chính này. Thì khi đầu năm 2021 thì cổ phiếu này nó đang ở cái vùng giá là đâu, chúng ta xem này. Đầu năm 20 quý 1 2021 thì cổ phiếu này nó đang giao dịch ở cái vùng giá là 24 20 24. Thì từ 20 24 mà định giá biết được là giá đâu đó khoảng giá trị thực là khoảng 34.000 thì chúng ta mua ở vùng đó thì hiện tại nó cũng khá là chuẩn so với định giá này. Đâu đó đến giá 34 35 thì chúng ta bán đi. Thì hiện tại cái vùng giá này chưa phải là vùng giá hấp dẫn cho nhà đầu tư, quý anh chị thấy này, không phải là giá hấp dẫn cho nhà đầu tư. Nó hiện tại giá của cái cổ phiếu ACB này nó đang cao hơn giá trị thực, nó đang giao dịch cao hơn giá trị thực. Và hiện tại cái giá này chưa phải là giá hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Thì trong phiên hôm nay thì tăng cũng rất là mạnh do sự hỗ trợ của tin tức này nọ các kiểu gì. Cổ phiếu này tăng rất là mạnh. Thì hai cái cổ phiếu này chúng ta có thể là xem xét mua vào. Còn về góc độ phân tích kỹ thuật này, về góc độ phân tích cơ bản thì nó hoàn toàn là không có hấp dẫn cho nhà đầu tư cả. Thì quý anh chị xem này, hiện tại sức mạnh giá cổ phiếu này bao nhiêu. Chúng ta xem lĩnh vực ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng có ID là số 16. Chúng ta xem ID của, ta sẽ xem ngân hàng. Ngành ngân hàng này quý anh chị thấy này, hiện tại thì ngân hàng lại tiếp tục có sự dòng tiền quay trở lại đây. Thì trong một hai phiên vừa rồi thì dòng tiền lại hút vào rất là mạnh, và dòng tiền bây giờ vẫn đang ở rất là cao, trên 60-50% cơ. Dòng tiền đang vào ở mức rất là mạnh. Còn về sức mạnh giá của cổ phiếu ACB thì khá là thấp so với toàn bộ ngành ngân hàng. Thì hiện tại ACB thì khá là thấp, nó ở vùng dưới 30% và dưới 50% như này. Thì cái tín hiệu này thì nó chưa cho dấu hiệu tích cực về góc độ phân tích kỹ thuật cho lắm. Thường thường là cổ phiếu là trên 50% thì chúng ta sẽ đi xem xét mua vào những cổ phiếu sức mạnh giá trên 50%. Tuy nhiên thì nó đang có xu hướng là bắt đầu từ dưới 30 và nó sẽ đi lên tiến đến hướng 50% này. Như các bạn thấy ấy, cổ phiếu này hiện tại nó đang giao dịch ở cái vùng giá là chưa phải hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư, và giá của giá trị thực của cổ phiếu có khoảng 34.000 mà thôi. Thì cái vùng nó đang giao dịch ở cái vùng mà được gọi là quá hơn so với giá trị thực rồi, cho nên là giá trị thực của cái định giá cổ phiếu cái chỉ số sức mạnh này nó cũng khá là yếu. So với tất cả toàn bộ ngành ngân hàng thì cổ phiếu ACB nó cũng ảnh hưởng, nó cũng khá là ít, đúng không ạ? Tuy nhiên thì quý anh chị các bạn sẽ thấy này, cổ phiếu ACB hiện tại giao dịch ở cái giá này cũng là giá cao nhất từ trước đến nay, cao nhất cái lịch sử nó niêm yết trên thị trường. Hoặc là cổ phiếu GVR cũng là cao nhất, đấy là cao nhất lịch sử đấy ạ. Đó, thì hai cổ phiếu này mặc dù có tin tức khá là tốt, có tin tức ảnh hưởng khá là tốt, nhưng mà hiện tại đang giao dịch ở cái vùng giá không được hỗ trợ tốt cho lắm. Đây, đang gặp kháng cự này. Loại vùng giá này cũng là vùng giá đang cao nhất so với giá trị thực, đang cao hơn so với giá trị thực thì nó không được hấp dẫn cho chúng ta cho lắm. Thì nếu mà chúng ta mua vào hay là chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cứ nắm giữ cho xem tiếp tục cái game vào rổ VN30, xong lại đến ngày quyết định rổ VN30 có hiệu lực xem như thế nào. Chứ còn hiện tại về góc độ kỹ thuật và góc độ phân tích cơ bản thì nó chưa phải là điểm thời điểm tốt để cho chúng ta mua vào cả. Đâu đó giá chỉ có khoảng 34.000 mà hiện tại bây giờ đang giao dịch ở vùng giá là 35-36, mà cũng không biết được là trong năm 2020 báo cáo tài chính tốt lên thì vùng giá này nó cũng đang hấp dẫn cho nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì theo như dự kiện này thì định giá năm 2021 thì nó chỉ đâu đó khoảng 34-35.000 mà thôi. Vâng, vậy thì video đến là kết thúc. Nếu mà có gì thắc mắc thì quý anh chị các bạn có thể là comment xuống phía dưới video hoặc là inbox trực tiếp trên fanpage nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.